12 loại chúng sinh. Kinh văn. Thừa thử luân chuyển, điên đảo tương cố, thị hữu thế giới, noãn sanh thai sanh, thấp sanh hóa sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, nhược phi hữu sắc, nhược phi vô sắc, nhược phi hữu tưởng, nhược phi vô tưởng. Việt dịch. Dựa theo những tướng điên đảo xoay vần đó, nên trong thế giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, hoặc phi hữu sắc, hoặc phi vô sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. Giảng giải, dựa theo những tướng điên đảo xoay vần đó, tác động qua lại của 6 trần và 12 loại chúng sinh nên hình thành những điên đảo, nên trong thế giới có các loài noãn sinh, thai sinh, thấp sinh, hóa sinh, đấy là 4 loại sinh. Có 4 điều kiện duyên cần thiết để sinh được trứng noãn sinh: 1 cha, 2 mẹ, 3 nghiệp căn, 4 hơi ấm. Có 3 điều kiện để thai sinh: 1 cha, 2 mẹ, 3 nghiệp căn. Có 2 điều kiện cần thiết của thấp sinh: 1 nghiệp căn, 2 khí ẩm thấp. Về hóa sinh thì chỉ cần 1 điều kiện, đó là nghiệp căn. Tùy vào nghiệp thức, các chúng sinh hóa sinh theo ý muốn, họ có thể biến hiện cõi này cõi nọ. 4 loại chúng sinh: hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, hoặc phi hữu sắc. Các loại chúng sinh này không phải là có sắc, cũng không phải là không có sắc, hoặc phi hữu tưởng, hoặc phi vô tưởng. Đấy không phải là có tưởng hoặc không có tưởng. Đấy là 12 loại chúng sinh. Vì thời gian có hạn nên không thể giảng rộng, tôi chỉ nêu đại ý như vậy. Kinh văn. A nan, do nhân thế giới hư vọng luân hồi, động điên đảo cố, hòa hợp khí thành, bát vạn tứ thiên phi trầm loạn tưởng, như thị cố hữu, noãn yết là làm, điều chuyển quốc độ, ngư điều quy xà, kỳ loại xung tắc. Việt dịch. A nan, do vì thế giới có hư vọng luân hồi,